Kính chào các bác nhé. Trong buổi ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10 thì em xin được lên sóng và giới thiệu tới các bác xem một cái mẫu xe mang tên là Hyundai Elantra. Chiếc Hyundai Elantra này có với cái form dáng rất là đẹp và đời cũng cao nhá, 2008. Và với giá tiền thì cũng rất hấp dẫn luôn, chỉ có hơn 100 triệu thôi, chưa tới 200 triệu nhá. Thường thường cái dòng này thì em vẫn bán là tầm 180-190 này, nhưng mà đối với chiếc xe này thì em sẽ bán cho các bác mình giá hợp lý nhá, hợp lý hơn. Đấy. Và em rất kết cái phần nội thất, kể cả như phần hình dáng bên ngoài. Đối với cái mẫu xe này em rất là thích bán này, và cũng rất thích nhập về này, vì form dáng nó đẹp và nội thất nó cũng đẹp, đúng không ạ? Đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, chạy thì rất là bốc khỏe. Và đồ đoàn cái dòng này thì nó rất là rẻ và cũng rất là dễ thay, thợ sửa chữa rất là dễ luôn. Nói chung là về cái dòng Hyundai thì các bác biết rồi, là một trong những cái dòng xe được rất là nhiều người ưa chuộng vì tính năng, đúng không ạ? Vì tính năng và cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc này với động cơ máy 1.5 thôi, cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ dao động tầm khoảng 6.5 lít cho đến 7 lít trên 100 km các nhá. Rất là phù hợp luôn cho một chiếc xe chạy gia đình. Chiếc này số sang máy 1.5 thôi. Form dáng các bác xem này, form dáng xe rất là đẹp luôn, như là cái mẫu Hyundai Avante luôn, đúng không ạ? Hơn 100 triệu các bác đã sử dụng ngay cái mẫu xe này rồi. Xe đăng ký tên thương nhân chính chủ biển Hà Nội nhé, biển Hà Nội. Bên em thì có hỗ trợ rút hồ sơ cho các bác về ra tên trên toàn quốc luôn. Chiếc xe trang bị có cốp điện, đấy, điều hòa rất mát luôn, trợ lái nhẹ, côn số lái rất là nhẹ, máy móc êm ru, máy móc cực êm luôn đối với mẫu xe Hyundai Elantra này. Đợt này thì bên em về rất là nhiều những cái mẫu xe với tầm tiền trên dưới 200 triệu, rất nhiều luôn ạ. Đấy, chiếc này cũng mới về này, em sẽ có video sớm thôi, và chiếc kia cũng vậy nhá. Đã có một khách đến đổi chiếc xe Isuzu Chopper, đấy, chiếc Chopper màu đỏ này. Nếu mà đổi xong thì sẽ để cho các bác cái giá loanh quanh 100 triệu thôi nhá. Đấy, to đùng như thế giá 100 triệu. Rất nhiều xe khác các bác nhá, các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên, cập nhật thường xuyên những cái mẫu video, những cái chiếc xe em đăng lên theo ngày, theo tháng luôn. Đấy rồi, ok thì bây giờ em sẽ đi chi tiết về mẫu xe Hyundai Elantra này, mời các bác đón xem nhá. Các bác nếu đúng chân, nếu phù hợp với gia đình thì các bác hãy xem kỹ và gọi điện cho bên em theo hai số 093 8586 307 và 0389 000 555. Đấy là hai số của bên em nhá. Các bác hãy kết nối Zalo cũng như là Facebook theo số điện thoại đó. Facebook thì các bác có thể là mình nhấn là Trăm Ô tô Hải Dương, tìm kiếm là Trăm Ô tô Hải Dương sẽ ra nhá, Trăm Ô tô Hải Dương hoặc là Mr. Trăm Ô tô cũ thành phố Hải Dương là sẽ ra kênh Facebook của bên em. Hình ảnh thì em cũng đã được đăng lên trên đó rồi. Đấy, các bác hãy ấn kết bạn và ấn theo dõi để biết những cái mẫu video, những cái chiếc xe khác mà em đăng lên trên kênh Facebook nhá. Vâng, em xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì em sẽ quay gần chi tiết để các bác nhìn xem. Chiếc xe với lốp sơn cũng còn khá là bóng mẩy, sạch sẽ. Và xe thì cũng đã được lên một bộ tem, nhìn cũng khá là thể thao, đúng không ạ? Đăng kiểm của xe thì nói chung là cũng không còn dài. Đấy. Không còn dài nhưng mà các bác về mình có thể đi đăng kiểm lại nhá. Kính dán 3M. Sơn xi sạch sẽ, gọn gàng cả xe. Không xước sát gì. Các bác mua về đi luôn thôi nhá, mua về thì việc đổ xăng chạy thôi, không phải làm gì đối với mẫu xe này. Đấy, form dáng rất là đẹp luôn, giống hệt một chiếc xe Hyundai Elantra, một chiếc Hyundai Avante, đúng không ạ? Hyundai Avante thì các bác biết rồi, số sàn nó phải trên 200 triệu và số tự động phải loanh quanh 300 triệu các bác mới mua được. Đối với mẫu này thì chưa tới 200 triệu các bác đã mua được rồi. Đấy, giá thì em cũng đã vừa nói qua rồi, đúng không ạ? Cụ thể em sẽ ghim ở tiêu đề thêm cho các bác mình xem nhé. Với một cặp đèn pha trước và cặp đèn hậu sau rất là sáng, với lốp sơn rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn. Xe này thì chưa có màn hình và chưa có cam lùi, các bác về mình có thể đầu tư thêm cam lùi. Màn hình thì nó cũng rất là rẻ, mấy trăm cũng có, mấy triệu cũng có, đúng không ạ? Tùy theo các bác về mình độ thêm nhé. Và chiếc này thì la răng nữa, la răng chỉ mất tầm khoảng 3-4 triệu thì các bác có thể là lắp được một đoạn la răng mới thôi. Xe sedan hai đầu và với phần đuôi rất là rộng, các bác để đồ rất là nhiều nhá, được rất là nhiều luôn. Chiếc này rộng hơn Vios nhá. Có con gì bay không? Chiếc này rộng hơn Vios này,
và nhiên liệu thì nó cũng chỉ ngang ngang Vios thôi, nhưng mà nó rộng hơn Vios nhá, rộng hơn Vios và chạy thì đầm hơn, chắc hơn, bốc hơn. Đối với cá nhân em chạy thử thì em thấy là như vậy. Còn tất nhiên thì đối với các bác thì không biết là thế nào. Đấy, bên em thì mua bán những cái dòng xe như này rất là nhiều. Và tôn vỏ nhá, tôn vỏ dòng này cũng dày hơn Vios rất nhiều nhá. Đấy, đảm bảo cho bác luôn là tôn vỏ dòng này dày hơn Vios rất là nhiều. Dày hơn cực kỳ là nhiều so với dòng Vios luôn. Và chạy đầm chắc, thích hơn dòng Vios rất là nhiều. Đấy, giá tiền thì cũng chỉ ngang ngang với Vios thôi. Đúng không ạ? 2008 Vios thì nó cũng chỉ tầm tiền đó thôi, đúng không ạ? Chiếc này thì cũng chỉ với tầm tiền đó thôi. Nhưng mà để mà nói độ bền nhá. Em nói thật đấy, độ bền đây là riêng em cảm nhận thấy được cái độ bền của dòng xe Hyundai này nó còn nhỉnh hơn so với dòng xe Vios. Đấy với cá nhân của em. Em thấy em mua rất là nhiều Vios và cũng mua rất là nhiều dòng xe Elantra rồi. Cái dòng Hyundai là một cái dòng gọi là thương hiệu lồi đồng cối đá, đúng không ạ? Đấy, với cá nhân của em là như vậy nhá. Còn thì tất nhiên thì mỗi một người có một cái, đôi khi là xe cũ thì nó đánh giá nó cũng hơi khó, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ quay bên trong nội thất của chiếc xe nhá. Thiết kế một cái phần tablo nhìn rất là bắt luôn, đúng không ạ? Nhìn như là những mẫu xe đời cao. Xe được trang bị có cả khóa khiển cửa rồi các bác nhá. Đầu đài vẫn là đầu đài nguyên zin theo xe. Đầu đài vẫn là nguyên zin theo xe nhá. Kính của chiếc xe này thì hai kính trước được lắp điện nguyên bản, còn hai kính sau là quay tay. Và quay tay thì các bác có thể mình nâng điện rất đơn giản thôi, chỉ mất tầm khoảng 2 triệu các bác nhá. Mất 2 triệu thì có thể lên được 4 kính điện luôn. Đấy, bây giờ mời các bác xem chi tiết phần nội thất bên trong. Keo chỉ của xe vẫn còn nha các bác nhá. Đấy, phần đồ nhựa, phần tắp ly, tắp lô của xe đây. Các bác xem kỹ để cảm nhận về xe nhé. Chiếc xe thì chủ trước cũng được lên một bộ ghế da màu cam. Nhìn cũng khá là sang, đúng không ạ? Khá là sang trọng. Sàn bọc da. Đây, phần tắp lô của xe đây ạ. Điều hòa cực mát luôn. Vô lăng này, rồi côn này, rồi số này, rồi lái này. Rất là nhẹ các bác nhá. Rất là nhẹ luôn, các bác có thể mình đến chạy thử. Đây, trần thì vẫn là trần đỉnh nguyên theo xe. Như vừa rồi em cũng đã chia sẻ là kính điện của chiếc xe này là được đằng sau là quay tay. Và các bác mình có thể là nâng kính điện. Mất tổng khoảng 2 triệu thì hai cánh đằng sau sẽ được điều chỉnh bằng điện các bác nhá. Hiện tại thì đang là quay tay nguyên bản. Đấy, nội thất đẹp. Xe thì cũng có qua chạy dịch vụ gì nước rồi nhưng mà xe nó vẫn còn đẹp. Những chiếc xe đôi khi là nếu mà xe nào chạy nhiều thì các bác chỉ cần là nhìn qua video hình ảnh thì các bác có thể biết được chiếc xe nó già, đúng không ạ? Chạy nhiều nó sẽ già mà, đúng không ạ? Còn những chiếc xe nó tươi tươi sáng sáng như này thì chắc chắn được rằng là xe sẽ chạy ít rồi. Cái gioăng này bị rách nhá, các bác về thay này. Những dòng xe ô tô cũ rất hay bị rách cái phần gioăng chỗ như thế. Rất là bị rách luôn. Đấy, phía đằng sau rất là rộng rãi. Thoải mái cho các bác để đồ. Đấy, này có cả cần nắp tang luôn này. Rồi, tiếp tục nhá, thì mời các bác xem đến hai cánh đằng bên lái này. Nói chung là tất cả cánh của xe thì đẹp đều. Keo chỉ thì nguyên zin. Đây, cửa bên đây đẹp nhá, không gioăng riếc là không bị rách. Những cái đồ nhựa bên trong của xe còn đẹp. Đây, vách cửa này. Các bác thấy thì em quay từ đó là kỹ, từ đó là chi tiết về chiếc xe, đúng không ạ? Và như là không thiếu bộ phận nào, không thiếu một chỗ nào để quay cả, đúng không ạ? Các bác xem video của bên em thấy phù hợp với các bác và thấy hay thì các bác hãy đăng ký kênh nhé, để theo dõi thường xuyên, cập nhật thường xuyên những mẫu video, những chiếc xe khác mà em cho lên theo ngày tháng. Và các bác hãy ủng hộ em bằng cách nhấn like này, có thể là chia sẻ lên một số những cái trang mạng xã hội khác để được nhiều người biết đến hơn. Để rồi các bác xem nhé. Đây, phần nội thất bên trong của xe đây ạ. Đây là phía phần
khu vực lái của xe nhé, lái của xe, vô lăng ba chấu, mặt đồng hồ này. Chiếc xe thì nó cũng không có nhiều chức năng, nhiều không nhiều tiện nghi để giới thiệu nhiều đúng không ạ? Chủ yếu là quay về cái hình thức và quay máy và gầm cho các bác anh xem. Bây giờ sẽ quay gầm nhá. Đây, lốp này, một dàn lốp một tương đối là dày. Đây, tương đối là dày nhá. Khá là dày đấy ạ. Không gầm, không mùi mọt gì nhá. Đây gầm sàn của xe đấy ạ, không mùi mọt gì đâu ạ. Ok, đây thì đến khu vực khoang máy này. Đây khoang máy đây, các bác xem này. Khoang máy rất là sạch đẹp luôn này. Khoang máy rất là sạch đẹp luôn, rất là sáng và rất là sạch đẹp luôn. Nổ êm ru nhá. Nổ êm ru luôn. Máy không giọt dầu là chảy ra. Và các bác thấy khu khoang máy của xe nó rất là gọn đúng không ạ? Các bác nếu muốn nghe tiếng máy hoặc là bất cứ một chi tiết nào của chiếc xe này hoặc là những chiếc xe khác thì các bác hãy kết nối Zalo và hãy kết bạn Facebook nhá, các bạn Facebook. Địa chỉ Facebook là Mr. Cham Ô Tô Cũ, thành phố Hải Dương. Zalo thì các bác hãy nhập theo số điện thoại vừa rồi em đọc nhá. Để được kết nối. Đây các bác thấy đây, lốp của xe vẫn tương đối là dày. Tôn vỏ trong này thì nó tôn vỏ dày hơn Vios thì chắc chắn rồi. Chắc chắn là sẽ dày hơn Vios rồi. Đây gầm đấy ạ. Đây, cái dòng này tôn vỏ là dày và nó rất cứng chắc cho nên là han mọt sẽ rất là khó trên cái chiếc xe này nhá. Và bên em có hỗ trợ hồ sơ và có hỗ trợ ship xe trên toàn quốc luôn. Đây, các bác hãy alo để được tư vấn. Và ship xe thì bên em có chương trình là ship đến tận nhà các bác luôn. Các bác lấy thì trả tiền xe mà không lấy thì trả tiền xăng bên em đi về. Rất là vô tư và rất vui vẻ nhá. Chỉ lấy tiền xăng thôi, không lấy thì không lấy tiền gì khác đâu ạ. Các bác nếu bận hoặc là một lý do nào đấy thì các bác cứ alo cho bên em được tư vấn. Đấy, rất đơn giản nhá. Thủ tục nhanh chóng. Và các bác có thể đến địa chỉ ở tại phố Nguyễn Thời Trung, gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất. Các bác đến thì hãy alo cho bên em để được dẫn chỉ đường nhá. Rồi ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.